Abel, Frederick Augustus 1827-1902, English chemist. Expert on the chemistry of explosives. Originated the Abel test for determination of the flash point of petroleum. Nhà hóa học Anh, chuyên gia hóa học chất nổ, đã đề xuất phương pháp thử nghiệm để xác định điểm bốc cháy của dầu mỏ. Phương pháp này mang tên ông.